Subscribe cho Thanh TV với lại là follow Instagram của Lô nha. Và các bạn thấy hôm nay mình có một cái góc quay khá là ngộ nghĩnh đúng không các bạn? Bởi vì là mình tự set máy, mình tự quay. Hôm nay thì mình quyết định là đi ăn lẩu. Và lẩu này khá là đặc biệt ở một chỗ là lẩu này là lẩu FA các bạn. Lý do tại sao mà mình đi ăn lẩu FA là bởi vì là đến bây giờ thì qua năm mới rồi nhưng mà tôi vẫn chưa có bồ, tôi vẫn chưa tìm được ai hợp với tôi hết. Chính vì vậy là hôm nay tôi phải đi tìm vận may coi là liệu rằng là đi một thì có về hai hay không. Yes. Còn bây giờ thì chắc là mình sẽ quay cái camera lại cho các bạn coi là một phần lẩu ở đây nó sẽ như thế nào và coi xem là liệu đối diện luôn có ai ngồi hay không, với lại là cái người ngồi đối diện mình thì có phải là gu của mình hay không nha. Bắt đầu thôi. Xét góc váy ở trên cao coi nó như thế nào. Đây các bạn, đây là một phần lẩu FA. Thì sẽ có một nồi lẩu và một dĩa đồ ăn. Đồ ăn thì các bạn có thể chọn giữa bò với lại hải sản. Nhưng mà thực ra là với Lô khẩu phần này thì khá là ít. Chính vì vậy là mình đã phải order thêm một dĩa bò nữa. Ngoài ra thì sẽ có rau, rồi có bún. Và một phần lẩu FA này thì sẽ có giá là 129.000 nha. Nó sẽ có hai loại nước lẩu, đó là lẩu chu cay với lại lẩu tâm dâm. Các bạn có thể lựa một trong hai. Chắc là bây giờ mình sẽ thử vận may của mình là mình sẽ gõ cửa đối diện coi là không biết có ai ngồi ở bển hay không nữa. Hello. Hello. Ôi có người nè, có người nè, có người nè. Có ai ngồi bên đó đúng không? Có. Bạn đi một mình hả? Đi một mình. Không biết là bạn bao nhiêu tuổi ha, để mình dễ xưng hô. 91 tuổi. Cái gì 91 tuổi? Có độ mình 16. Chết rồi, 16 không đủ tuổi rồi em ơi, chị không có bằng lái máy bay. Thôi có gì mình lấy đi. Ủa nhưng mà sao bạn đi lẩu FA vậy? Tại thấy đang thương mại mất giọng nên mình ghé mình đây. À vậy hả? Bạn đi này bạn có mong muốn tìm người yêu không? Không, mà đơn là không muốn tìm ai hết. Ủa chết chết, sao mình nghe cái giọng này nó cứ quen sao á? Bạn ơi, bạn có thể đếm cho mình từ số 1 đến số 6 không? Từ sao mình đếm đang ăn đến 1 đến 6 gì vậy? Bạn ơi, bạn tên gì ha? Nghe giọng quen lắm. Bạn có thể đặt cho mình biết tên của bạn được không? Hoặc là nickname thôi cũng được. Nickname của mình có một chữ N. Một chữ N? Ủa, tên nào mà không có chữ N trời má. Chay thật sự luôn á. Quen lắm, nghe giọng này rất quen nè. Bạn ơi, bạn có thể hát hay là rap một cái đoạn nào đó cho mình nghe được không? Mình không biết rap. Mình không biết rap thôi, mình muốn rồi. Nhưng mà bây giờ mình không có thấy mặt á, cho nên mình không biết là mình có nên mở cái cửa này không á bạn. Nếu các bạn muốn không thì mình mở. Nhớ này nghe. Không được, mình phải mở cái cửa này ra. Chắc là Lu sẽ mở cái cửa này ra để coi người đối diện mình là ai nha mọi người. Sao lại An Gia trái chủ đến mức như vậy? Trời ơi, đi ăn mà cũng đậm. Tại sao vậy anh? Tại sao tới đây em muốn gặp anh trong này vậy? Đó là em ế mãn kiếp. Đó là định mệnh. Định mệnh. Kỳ quá, thật sự luôn á. Nhưng mà khoan đi, tại sao anh lại vô đây? Đây là dành cho những người độc thân mà. Anh đâu có độc thân đâu. Ủa thì đương nhiên rồi, nhưng mà vô đây mình có không gian riêng. Mình ngồi mình ăn, không ai nhìn, không ai làm phiền mình hết. Mình ngồi mình ăn, mình đâu có nhu cầu mình kéo cái cửa để xuống đâu, đúng không? Nhưng mà nó có rất là nhiều cái buồn, tại sao phải ngồi cái buồn?
Ủa, đang ngồi cái buồn này từ trước rồi chứ đâu phải là ngồi cái buồn này từ hồi nào đâu. Ôi tức quá à. Trời thật sự luôn á, mình cảm giác được là mình không thể nào thoát ế do có mấy anh quay phim như này. Thôi 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 cũng lỡ rồi, cho nên là thôi giờ cũng ăn thôi chứ giờ biết sao giờ. Coi như là xác định là hôm nay, thật ra là bữa nay cũng là đi một về hai đó, nhưng mà về với anh quay phim. Chứ không có bồ để đi về. Thôi chị. Trời nghĩ sao mà vô tiệm ăn kiếm bồ. Thì đây là lẩu FA mà. Thiếu thốn quá. Hết nè, hôm bữa là tô bút kỳ. Xong cái tô kỳ xong mua cả chục bịch tô kỳ xong về nấu, không nấu nha mọi khi ăn một bịch nào luôn. Nấu cho ai ăn á không biết. Cũng không có bồ. Cuối cùng hết đống tô kỳ cũng không có bồ. Xong đến giờ đi ăn cái lẩu cũng không có bồ nè. Ờ, đi ăn cái lẩu không bồ. Chán ghê. Cái này á em phải đi qua cái chùa ở Hồng Kông á. Cầu duyên. Cầu duyên. Hồi đó anh cầu duyên cái chùa đó thất bại. Em nghĩ em sẽ thành công. Ủa vậy anh kêu em đi qua bển làm cái gì? Nhã. Tính ra thì đây là lần đầu tiên mà mình ngồi ăn với lại anh với phim. Yeah. Tính ra mình trốn quá trời trốn nhưng cuối cùng cuối cùng cũng dính. Chán thật sự. Ừ, chán thật sự. Bây giờ mình sẽ ăn lẩu xong rồi mình review cho các bạn nha. Chứ đáng nay mình nghĩ là hôm nay mình sẽ có những cái câu chuyện rất là vui về cái việc là tìm hiểu cái bạn đối diện mình. Nhưng mà thật ra anh này thì mình quá quen thuộc rồi. Nhưng mà thật ra mấy bạn cũng có thể nghe quân sư tình yêu người làm móng nói về quan điểm tình yêu cũng hay mà. Anh có thể nói về một số quan điểm tình yêu của anh cho mấy bạn nghe được không? Quan điểm gì mới được. Ví dụ như là anh thích một mẫu người con gái như thế nào? Anh thích người con gái phải có hình xăm. Con gái phải có hình xăm. Con gái phải có cá tính nhưng mà lại nhưng mà cá tính nó có nhiều phương diện khác nhau mà đâu phải là có hình xăm mới là cá tính đâu. Không ý anh nói nghĩa là người con gái đó mà có một cái sự đó gì đó rất là dị biệt, có nghĩa là họ dám sống cho bản thân của mình. Đó là người con gái kiểu anh thích. Với lại anh không thích những người con gái quá bánh bèo. Anh không thích con gái quá bánh bèo. Còn kiểu người như em thì sao? Kiểu người như em hả? Kiểu người như em thì không biết nữa. Kiểu người như em không phải là kiểu người. Có là chia sẻ thật lòng. Thôi bỏ đi, nghĩ anh đi. Kiểu người như em chỉ có anh với phim mèo thôi. Cái gì vậy? Anh Hiếu là một người rất là thú vị các bạn. Anh Hiếu thì bây giờ mình sẽ chia sẻ thật lòng là anh Hiếu cũng phải không phải vui của mình. Nhưng mà khi mà gặp anh Hiếu thì mình đã thay đổi quan điểm về cách nhìn một cái người ốm mà đẹp trai. Ủa alo. Một người có nhiều hình xăm hơn. Thật ra thì tại vì là với cá nhân Lu thì Lu hơi em hơi nửa vời á, tức là em thoáng nhưng mà nếu như mà một cái bạn nào đó mà có quá nhiều hình xăm thì em cũng hơi ngại. Kiểu như vậy. Nhưng mà lúc mà em gặp anh rồi thì em mới thay đổi cái quan điểm đó của em. Tức là từ những cái cách mà bình thường mình tiếp xúc làm việc với nhau này nọ. Thì em thấy là cái việc mà một bạn nam một bạn nữ nào đó có hình xăm trên người á, cái chuyện đó nó rất là bình thường mà nó không có quyết định được cái gì từ cái người đó hết. Kiểu người ta xăm vì một cái kỷ niệm nào đó hay là vì một cái gì đó gọi là nghệ thuật thôi. Cho nên là mình đã thay đổi quan điểm từ đó. Nhưng mà gu của em thì em vẫn thích một bạn nam kiểu có bụng để em ôm. Chứ ốm như anh thì hơi chán. Ôm mình nó kiểu bị gọi là gì, hụt tay. Anh đâu cần em ôm, anh ôm. Đúng không? Ý nói anh không cần ai ôm, anh chỉ đi ôm người ta. Ôm. Anh chỉ thích ôm người ta thôi. Đúng rồi, thích ôm người ta thôi. Bữa anh ăn lẩu gì vậy? Này là anh ăn lẩu tôm dùm. Nhưng mà có vẻ nó hơi chua. Vậy hả? Em thì nãy giờ em vẫn chưa thử của em. Cái này có thể dắt bà xã theo ăn. Kiểu lâu lâu hai đứa ôm lại kỷ niệm. Coi lựa cái buồn nào là có gặp được nhau hay không. Dạ tôi thật sự luôn á. Người ta ngồi đây ăn, người ta vẫn còn nhớ đến vợ người ta.
chị ơi, chị có coi đến đoạn này thì chị nhớ chị yêu thương anh Hiếu nhiều vô nha, chứ em ngồi đem ra to lắm luôn. Em cũng ước gì sau này em sẽ tìm được một người như anh Hiếu. Định mệnh hết. Thì anh cũng gặp vậy trong tiệm ăn thôi. Anh bước vô tiệm ăn xong cái anh thấy chị tự nhiên chị bừng sáng lên. Dễ hả? Giữa giết thôi nhưng mà chị, có mình chị bừng sáng lên. Ghê. Ừ. Xong thế là hốt thôi. Thì đúng đó, em sau này cũng vậy, em đang ngồi xong cái bạn trai đi vô. Thì em bừng hết sáng lên. Hết hồn quá anh. Bạn trai đi vô. Hết hồn xong nhớ thì anh nhiều vậy bỏ chạy. Ừ. Chạy nó dắt té cái xong để nó lại đôi dép. Xàm xí. Xong rồi là một cái video hắn đang đi tìm kiếm thay chủ của đôi dép. Thật ra thì em thấy là cái mô hình lẩu FA này cũng vui, kiểu như là để cho các bạn có một cái trải nghiệm mà không biết được cái người đối diện mình là ai, với lại là lúc đó mình cũng hên xui lắm, tại vì là vô thì tùy thời điểm có lúc bạn sẽ có được cái người ngồi đối diện, có lúc thì sẽ không có ai luôn. Mình thì hên ở chỗ là mình cũng có người ngồi đối diện, nhưng mà cuối cùng là mình cũng không có ai luôn, nhưng mà mình cũng không có ai luôn các bạn. Theo anh này cái này nó giống như là chất lai đây á, là cái hẹn hò mà trong bóng đêm, cái đó cũng khá là hay, nghĩa là người ta có cái dịp để người ta trò chuyện, nhưng mà cái này thì thấy được mặt. Ừ. Nhưng mà cái này thấy nếu nó hay hơn là cái buồn ngăn này, mình không thấy được mặt cái người kia, xong hai người ngồi nói chuyện với nhau hợp lý thì mọi thứ sẽ không. Thật ra là hồi nãy em cũng tính là mình sẽ để cái vách ngăn đó là mình trò chuyện với cái người đối diện thôi. Ừ. Cho đến khi mà ăn hết rồi thì ok mình sẽ gặp nhau một cái. Ừ. Rồi đó, nhưng mà tại vì là rõ ràng là nghe cái giọng này rất là quen các bạn. Nghe cái giọng này là nói chừng vài câu thôi là mình đã nghi ngờ rồi. Chính vì vậy là mình phải hạ luôn ngay lập tức. Nhưng mà cũng hơn là mình hạ ngay thời điểm đó, chứ không thì một hồi ngồi nói nhảm một hồi nữa thì chắc chết. Ngon quá. Thôi, coi như là đi tìm tình yêu không thành thì mình kết thành tình huynh đệ. Vô. Em hy vọng là lần kế tiếp em có ăn ở đây em sẽ không gặp anh quay phim khác. Ừ. Em hy vọng nha, em hy vọng không có bất cứ một anh quay phim nào ngồi ở cái chỗ này nữa. Tất cả quay phim đều có bộ. Nên là liên liên. Không. Mình cũng có một vài anh quay phim không có bộ. Ghê vậy? Ba anh quay phim không có bộ. Ồ. Ủa. Kinh động trời. Trời đất ơi, anh người làm móng ơi, tại sao anh lại không biết được? Mọi người ơi, trong team của Lô có ba anh quay phim chưa có bộ nha, cho nên là bạn nào đang có nhu cầu thì các bạn hãy comment. Ồ. Ba luôn nha anh. Anh cho em thử một miếng. À. Thử đi. Thôi mình với anh móng thì quá quen thuộc rồi, cho nên là mình sẽ thẳng. Ờ, cái lẩu đó ngon hơn. Cái này ngon hơn. Cái này chua quá. Ừ, nó chua quá và nó chấm cái nước chấm này vô rồi nó nâng cái độ chua y chang như là mình sẽ có em bé luôn. Trời thiệt, tôi nghĩ là chỗ mà tôi đang ngồi á phải để cho vợ của anh Hiếu ngồi ở đây chứ tôi ngồi để tôi sợ. Trời sai trái quá. Sai quá sai. Một câu mà em muốn hỏi từ những người mà đã có gia đình rồi là làm sao để giữ lửa? Làm sao giữ lửa? Tức là làm sao yêu người ta nhưng mà mình vẫn không chán và người ta cũng không chán mình. À, anh ăn đi. Thường á cái năm mà năm thứ hai á đến năm thứ ba á là cái năm trong những năm mà cãi lộn nhiều nhất. Là bắt đầu là khi đó là hai cái thói quen. Hai cái tính cách nó bắt đầu nó tìm cách để nó hòa hợp lẫn nhau. Thì cái giai đoạn đó là giai đoạn hầu hết những cái cặp mà người ta chia tay.
bởi vì là người ta không chịu được. Nhưng mà cái giữ lửa tốt nhất là đến cái năm thứ ba em mới nhận ra một cái điều là cái việc mà em cần người đó và em phải bỏ cái tôi mình lại. Để em chấp nhận là đôi khi em sai chứ em không đúng hoàn toàn, thì cái đó là cái lúc mà em thấy là nó ấy. Với lại là muốn giữ lửa được thì hai người phải chấp nhận cái cá tính nhau. Ví dụ như em chấp nhận cái đặc thù công việc, chấp nhận cái sở thích quái dị, với như anh thích con này con kia. Hoặc là ví dụ như em sau này em ví dụ em đi chơi với ông coi phim này ông coi phim kia thì bạn trai em cũng phải thông cảm, thấu hiểu chuyện đó. Thì khi mà người ta thông cảm với người chuyện đó là em cảm thấy là em được tôn trọng, thì em đi ra ngoài em gặp em không bao giờ xây diễn được. Giống như anh giờ anh đi ra ngoài anh gặp nó, không có người phụ nữ nào có thể chấp nhận được con người quái dị và cũng đi như mình. Yeah, đúng rồi, anh Hiếu thì hơi kiểu crazy một tí đó, nhưng mà thú vị, em cảm thấy thú vị. Tại vì thì bản thân em thì em thích những cái người kiểu ngày nào cũng làm cho mình cảm thấy là mới á, chứ đúng không rồi. Phải là một cái nếp mà cứ ngày này qua ngày nọ cứ như vậy như vậy, thì một năm hai năm hay là năm năm thì nó cũng chán. Em là một cái tiếp người rất là dễ chán. Đúng rồi. Không biết mọi người yêu đương như thế nào, nhưng mà luôn bị một cái dớt là luôn có hai mối tình chính thức và hai mối tình đều tan vỡ vào ở năm thứ ba. Đúng. Cả hai mối tình đều là quen tới 3 năm thì chia tay. Và thực ra thì cũng giống như anh Hiếu nói, tức là lúc đó là do là kiểu như là mình có quá nhiều thứ phát sinh về tính cách, về mâu thuẫn, về này kia mà đối phương không chấp nhận được, kiểu như vậy. Đúng. Cho nên là dẫn đến việc tan vỡ. Nên là với mình bây giờ thì mình không vội tìm bồ. Ít ra là bữa nay mình đi chơi thôi, chứ thật chất là cũng không có tìm bồ gì đâu. Expect dễ mình thì mình sẽ, bây giờ thì mình sẽ kiểu cẩn thận hơn ở chỗ là mình muốn tìm một cái người mà cho mình cảm thấy an toàn hơn, chứ không phải là một cái người quá đẹp trai, hay là em cảm thấy là em quen người đẹp trai em thấy mệt. Đúng rồi. Ghen hơi nhiều. Thấy mệt. Cho nên là em chỉ cần tìm một người cho em cảm giác an toàn và thông cảm được tính chất công việc của mình. Tại vì là các bạn cũng thấy là Lu hay đi với lại các anh quay phim rất nhiều. Gặp các anh quay phim chắc là sau này em nghĩ là sau này em có bồ thì em gặp anh quay phim vẫn nhiều hơn là thời gian em gặp người yêu em. Cho nên là nếu như mà bồ em mà kiểu không thông cảm được thì thôi ở lại ở dạy chơi với mấy anh quay phim. Phải thông cảm thôi. Hy vọng là mấy anh quay phim sẽ chứa mình. Vâng, chúng ta đã vừa qua tới giai đoạn đập chân. Chán quá các bạn ơi, thiệt luôn á. Mình rất là respect cái việc là mình đi mình sẽ tìm được một ai đó để mình có thể tìm hiểu. Nhưng mà thôi, cũng được. Gặp anh với phim cũng được. Một phút giây trò chuyện. Một phút giây gọi là gì? Đọc thoại nội tâm. Là tao chán quá, tao nhìn mà tao tức. Tại sao lại là anh quay phim? Tức quá. Tức tím người. Tức tím người. Thiệt. Nói chứ mình sẽ quay lại chuyên môn cho các bạn. Thật ra thì lẩu ở đây á, tôi thấy là ăn được. Nó không có quá xuất sắc. Nhưng mà ở đây thì có hai loại. Cái chua cay thì tôi thấy ngon hơn. Và anh quay phim cũng công nhận cái đó đúng không? Còn cái tôm dâm thì cái vị nó hơi chua. Mình nghĩ là cái này nên giảm cái độ chua lại và thêm nước mắm vào hay sao đó, ý là cho nó đậm đà hơn một tí. Tại mình thấy cái vị nó cứ nhạt nhạt sao á. Thịt thì ngon, hải sản tươi, không gian ở đây cũng rất là ok la luôn. Và ở đây thì nếu như mà các bạn thực ra thì có rất là nhiều mục đích để các bạn đến đây. Ví dụ như là các bạn đến giống như Lu, tức là tìm một ai đó để các bạn kết bạn. Hai là các bạn có thể đi như anh quay phim, tức là chỉ đơn giản là tôi muốn tìm một cái nơi có thể một mình ngồi ăn mà không ai nhìn tôi hết thì các bạn có thể đến. Hoặc là nếu như mà các bạn đi cặp đôi nè, đi gia đình nè, thì các bạn cũng có thể ghé đây, bởi vì là ở đằng sau sẽ có bàn đó, sẽ có bàn ngồi bệt cho các bạn đi nhóm đông người. Thì trung bình là một cái lẩu này sẽ khoảng 129.000, thì tôi nghĩ là đi hai người ba người thì các bạn cứ tính đầu người các bạn nhân lên cho dễ. Và địa chỉ ở đây sẽ là 601A Cách Mạng Tháng 8, phường 15, quận 10. Nó sẽ nằm ở kế bên một cái quán cà phê nha các bạn. Tại vì là đi đến đó thì cái góc này nó hơi khuất một xíu á. Thì nhớ để ý là sẽ nằm kế bên một cái quán cà phê. Và biển hiệu thì cũng là lẩu FA luôn. Cho nên là nhìn vô thì đập mắt liền. Nơi tình yêu bắt đầu. What? Ủa thiệt đó hả?
Em cũng không hiểu thì là anh quay phim lại đi vô đây. Bí mật đêm tối của anh quay phim. Các bạn có thấy anh quay phim này rất thú vị đúng không? Nhưng mà thiệt luôn á là sau cái video này thì cũng lộ ra được là một anh đã có gia đình rồi đó các bạn. Cho nên là bây giờ bạn fan nào là fan của anh người làm móng thì cũng đừng thất vọng. Chúng ta thì từ việc là chúng ta mơ mộng về anh móng thì bây giờ chúng ta chuyển sang chúng ta gọi bằng ông móng là được rồi. Đừng gọi là anh nữa. Người ta đã có gia đình rồi các bạn ơi. Làm như mình già lắm, mình mới 16 tuổi. Nhưng mà không sao đâu, trong team video mình thì có khoảng 3 anh vẫn còn độc thân vui tính. Cho nên là... Ba anh nào không tiết lộ đúng không? Ba anh nào thì chắc là mình không tiết lộ được. Nhưng mà hy vọng là các bạn sẽ đủ tinh ý để các bạn nhận ra ba anh độc thân. Nha, luôn nghĩ là video đến đây thôi cũng đủ để cho các bạn biết được những cái thông tin về một cái lẩu FA nó sẽ như thế nào đúng không? Thì lẩu FA ở đây sẽ có giá là 129.000 một người. Và địa chỉ ở đây sẽ là 601A đường cái bảng 8 quận 10 nha các bạn. Thực ra thì hôm nay thì mình cũng cảm thấy rất là vui. Bởi vì là thì nói chung là mình sẽ lấy cái niềm vui của cái kia qua cái kìa vậy thôi. Đó, đại loại là vậy. Và nếu như mà các bạn muốn biết là ba anh video nào đang đọc thư vui tính thì các bạn cũng có thể để lại một comment cho luôn, mình sẽ triệu hồi các anh. Và sẵn đây thì mình vẫn còn độc thân vui tính nha các bạn. Chính vì vậy là bạn nào đang có nhu cầu thì các bạn có thể nhắn tin cho mình. Thôi nó giỡn thôi. Rồi cảm ơn mọi người đã coi video nha. Cảm ơn, bye bye. Nhớ subscribe cho Thanh Năng, follow Instagram của Lu. Và cảm ơn anh Móng, bởi vì niềm vui ngày hôm nay của anh dành cho em. Bye. Đào. Bye.